Chào mọi người, mình là Vân, mình là wedding planner, mình là người lên kế hoạch cũng như là tổ chức chương trình cho đám cưới của hai bạn Minh và Trinh trong ngày hôm nay. Địa điểm tổ chức ngày hôm nay của mình là ở Flamingo Đại Lải Resort. Ý tưởng về đám cưới của hai bạn, các bạn mong muốn tìm một địa điểm gần gũi với thiên nhiên và có một cái sự riêng tư, có thể tận hưởng đám cưới cùng với cả bạn bè và gia đình. Thì mình đã rất may là có cơ hội đồng hành cùng với các bạn từ những cái ngày đầu tiên khi ý tưởng về đám cưới mới bắt đầu được hình thành. Bọn mình đã cùng làm việc với cô dâu chú rể một cách rất là chi tiết và kỹ lưỡng, từ những cái bước đầu như là lên ý tưởng đám cưới, chọn chủ đề cho đám cưới, lên chương trình timeline chi tiết. Tại như các bạn có thể thấy, bọn mình đang hoàn thiện dần dần các hạng mục decor để chiều nay sẵn sàng có một đám cưới tuyệt vời. Trong tiệc cưới này á, hầu hết là sẽ sử dụng 80% là hoa nhập khẩu. Như bó hoa tay này thì mình có Calili hoặc là Tulip Hà Lan. Dâu Trinh thì khá là cá tính và ngoài ra thì cô dâu cũng đã lựa chọn tông màu mix cùng nhau theo kiểu một khu vườn của châu Âu. Đám cưới này được mình lấy cảm hứng từ khu vườn mùa xuân của nước Anh thời kỳ Victoria thuộc thế kỷ 19. Mình sử dụng chủ yếu tông màu mùa xuân tươi sáng như là xanh blue, tím lavender hay là vàng chanh. Sự tâm huyết nhất dành cho nghi lễ trong đám cưới chính là nghi lễ cầu vồng. Cô dâu của chú rể rất hứng thú với lễ này bởi vì cô dâu cũng thích những gì liên quan đến hóa học. Ngoài việc đầu tư chất xám lên ý tưởng những mảng phần khung lớn thì mình còn quan tâm đến những phần chi tiết nhỏ hơn để giúp cho cặp đôi của ngày hôm nay có một trải nghiệm tốt về mặt thị giác. Ví dụ như là mình đã vẽ tay chi tiết vườn hoa theo tông màu của đám cưới lên kính và mình cũng đã dựng hai cái hình tiểu cảnh trong vũ trụ thủy tinh ở khu gallery. Nhân ngày hôm nay thì xin chúc Trinh và Minh có một đám cưới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Chúc hai bạn mãi mãi có một thế giới cầu vồng như mình mong muốn.